Rồi lại là em đây, shop chuyên kẹo trì PCB xin chào toàn thể cả mọi người đang theo dõi video của shop nha. Các bác có nhu cầu về kẹo liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0825671805 kèm cả Zalo hỗ trợ tư vấn đặt mua hàng 24/24. Hôm nay em quay trở lại giới thiệu cho mọi người về các mẫu kẹo phổ biến bên em đang bán ra thị trường. Trước khi giới thiệu chi tiết và sản phẩm thì xin phép mọi người đang theo dõi video cho em xin một lượt like lên video và một lượt đăng ký kênh để em lấy tương tác. Dạo này mọi người tương tác yếu quá nên em sẽ cố gắng up nhiều video hơn để mọi người biết đến mẫu kẹo nhà em nhiều hơn. Về cách thức giao hàng bên em thì ship hàng COD, nhận hàng thanh toán tiền. Mọi người lưu ý là hàng không kiểm, không xem hàng. Các bác cảm thấy tin tưởng thì gọi điện đặt mua, không thì có thể qua shop khác nha. Còn về chất lượng của kẹo, hàng quay thực tế, quay video như là gửi cho mọi người như thế. Chất lượng kỳ ổ quá là vô cùng ok luôn ạ. Uy tín, không treo đầu dê bán thịt chó nha mọi người nha. Kẹo vô cùng là đẹp luôn ạ. Em sẽ quay trực tiếp và rõ cho mọi người thấy về các mẫu kẹo bên em. Trước tiên giới thiệu cho mọi người về các dòng đạn nấm. Dòng đạn nấm mà bán chạy nhất bên em số em thì vẫn là dòng chỉ dây đóng máy. Đây là mẫu kẹo 5.5 hàng chỉ dây đóng máy. Hàng này thì em bán giá lẻ thì là 450 một ký và đã bao cước vận chuyển rồi, bao cước trên mọi miền tổ quốc luôn. Chất chỉ thì mềm, bóp tay thoải mái, có đủ kích cỡ từ 4.5 đến 6.40 cho mọi người lựa chọn luôn nhé. Hàng chỉ dây này thì có rất là nhiều mẫu mã. Mẫu kẹo vành ngắn mập nhá, ngoài ra thì còn có mẫu kẹo thân dài, nông sâu dày mỏng có hết ạ. Cao cấp thì còn có hàng kẹo hộp FX Igum. Hàng này thì chất lượng quá là ok rồi ạ, bao test, bao chuẩn cho mọi người 150m luôn ạ. Chất thì rất chi là xịn, ok luôn. Đấy, đây là mẫu kẹo chi tiết của nó, dòng kẹo 5.52 hàng FX Igum. Hàng nhập của Trung Quốc, váy 2 tầng nha mọi người nhá. Chất lượng chì thì rất chi là xịn, đen bóng đều, không có một chút bao viên nào cả. Giá của nó thì là 500.000 một ký và đã bao cước vận chuyển rồi. Em hỗ trợ bán nửa ký để cho mọi người trải nghiệm nhé. Về 4.5 Monter, dạo gần đây thì mọi người sử dụng rất chi là nhiều hàng Monter. Ưu điểm của nó là lướt gió rất chi là tốt, độ ổn định cao hơn hàng đạn nấm rất chi là nhiều. Nên là dạo gần đây mọi người sử dụng rất chi là nhiều ạ. Đấy, kẹo thì rất chi là đẹp ạ. Hàng đóng máy, 100% bên em là hàng đóng máy nha mọi người nhé. 4.5 Monter, kẹo đều, 100 viên như một, chuẩn từng mm cho mọi người. Cả đầu lẫn váy thì rất chi là đều này. Hàng này thì lướt gió cực kỳ là tốt nha mọi người nhé. Còn về 4.5 PCP đây này, hàng chỉ dây, dập máy. Hàng chỉ mềm nha mọi người nha, không hại cành hại hương. Tất cả mẫu em quay cho mọi người là đồng giá 450 một ký và đã bao cước vận chuyển rồi ạ. Đấy. Còn về salon và xuyên phá, salon bên em thì có loại 25, 27, 30 và 37 gari. Loại nặng nhất thì là loại 37 gari. Chất lượng chì theo khuôn nhập chì nhập. Kẹo rất chìa đều và đẹp nhá. Xuyên phá 3 gân. Mẫu kẹo bắn khá là chuẩn luôn, bao chuẩn hơn 100m ạ. Đấy, số lượng hàng rất chìa lớn. Các bác có nhu cầu về kẹo thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại và Zalo trên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của kênh shop nhà em nhé.